Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Nhật Lệ là ai? Danh tính chị gái giúp Quang Linh dựng cơ nghiệp. Hồi Tết Nguyên đán năm 2022, anh chàng đã về Việt Nam. Lúc này Quang Linh cũng chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình ở quê nhà nhưng không nhắc nhiều đến chị gái ruột của mình. Được biết, bố mẹ Quang Linh có tổng cộng 3 người con, chị cả là Nhật Lệ sinh năm 1996, rồi tới Quang Linh sinh năm 1997 và cậu em út Quang Vinh sinh năm 2003 đang học kiến trúc. Trong đó, chị gái Nhật Lệ, tên đầy đủ Phạm Thị Nhật Lệ, cô là người giúp em trai xây dựng sự nghiệp. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng ảnh đi du lịch, khám phá những địa điểm nổi tiếng. Điều đặc biệt là cô gái này có ngoại hình trẻ hơn tuổi, gương mặt tròn bụ bẫm, được nhận xét là trẻ trung hơn cả em trai. Nhiều người nhìn vào nhận xét, nhà Quang Linh toàn cực phẩm khi chị gái cũng có ngoại hình xuất sắc chẳng kém em trai. Chị gái của Quang Linh nhìn đúng chuẩn con gái miền Trung, nhẹ nhàng và kín đáo, ngay cả phong cách thời trang của cô cũng vậy. Tuy nhiên thỉnh thoảng, cô sẽ diện trang phục truyền thống các nước để tạo dáng chụp ảnh và mang tới nhiều phong cách lạ. Xinh đẹp, dễ thương nên chẳng quá lạ khi Nhật Lệ đã có chồng. Sau nhiều lần xuất hiện bất đắc dĩ trên clip của em trai, Hot Girl sinh năm 1996 quyết định dấn thân vào con đường làm sáng tạo nội dung. Ban đầu, cô mở kênh TikTok và lên sóng trong nhiều video kết hợp với Tiến Nguyễn bạn thân Quang Linh. Cô nàng cũng kể nhiều câu chuyện thú vị trong gia đình, tiện thể bóc phốt em trai. Nhật Lệ cho biết Quang Linh ngoài đời khác hoàn toàn với trên YouTube. Cụ thể, ở nhà anh chàng rất ít nói nhưng lại rất hoạt ngôn trong các video. Không hiểu tại sao lên video nó lại nói nhiều như thế luôn, Nhật Lệ bày tỏ. Cô kể thêm, dù bị chị gái bắt nạt thế nào, nam YouTuber cũng chưa bao giờ tỏ thái độ cãi lại. Quang Linh là kiểu người ai nói gì thì nói, nó không bao giờ bật lại luôn. Ở nhà bố mẹ có mắng bao nhiêu thì mắng, nó cũng không cãi lại hoặc chỉ gật đầu nói biết rồi, biết rồi. Nhưng như thế mới tức ấy và nghe xong nó vẫn như thế, không sửa, chị gái Quang Linh chia sẻ. Đáng chú ý, cô cũng tiết lộ Quang Linh đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Lúc nhỏ, anh chàng chăm học, không quan tâm đến chuyện tình cảm dù được nhiều bạn gái ngỏ lời. Thậm chí, Nhật Lệ còn nhận được những tin nhắn xin giúp đỡ từ họ. Sau khi tốt nghiệp, Quang Linh sang Angola làm việc và gắn bó với các hoạt động cộng đồng. Vì thế, nam YouTuber chưa yêu ai. Cô cho biết, ngày bé hai chị em mình thường tị nạnh việc nhà với nhau. Nếu một người bê mâm cơm thì một người phải bê nồi cơm điện ra, một người rửa bát thì người còn lại úp bát. Chỉ cần không phân chia việc đồng đều là cả hai có thể đuổi nhau quanh nhà. Ngoài ra, cô còn đặc biệt bật mí sở thích của em trai mình là mặc quần đùi hoa sặc sỡ. Mãi đến năm vào cấp 1, tức 6 tuổi, Quang Linh mới bắt đầu cai sữa. Anh em team châu Phi của Quang Linh cũng tranh thủ chê bai anh chàng lười tắm, một tuần chỉ tắm một lần, chẳng bao giờ thấy giặt quần áo. Nghe vậy, chị gái nam vlogger cũng đứng cùng phe, ở nhà cũng không có chăm tắm. Phốt em trai là thế xong, Nhật Lệ cũng khen Quang Linh nức nở. Quang Linh rất giỏi, từ ngày xưa cái gì cũng giỏi. Cuối cùng dòng đời đưa đẩy, sang du học thạc sĩ ở châu Phi, nữ TikToker chia sẻ. Cũng như em trai, Nhật Lệ cũng học về nông nghiệp. Sau đó cô đi Nhật du học 2 năm và làm kỹ sư nông nghiệp ở đó 1 năm, rồi về Việt Nam. Hiện tại, nữ TikToker đang giúp em trai quản lý công ty ở Việt Nam. Cô thường livestream bán áo cùng các thành viên trong team châu Phi. Trong chuyến từ thiện ở Việt Nam gần nhất, chị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên đã có màn gặp gỡ và đứng chung khung hình. Phản ứng của hai người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của netizen. Cụ thể, lần đó, Thùy Tiên được Quang Linh và cộng sự team châu Phi tổ chức sinh nhật sớm. Đáng nói, trong bức ảnh chụp kỷ niệm còn có sự góp mặt của Nhật Lệ, chị gái của Quang Linh. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi Thùy Tiên và chị gái Quang Linh chạm mặt. Qua khung ảnh có thể thấy, các thành viên ai cũng nở nụ cười vui vẻ, kể cả nàng hậu. Tuy nhiên, chị Nhật Lệ thì tỏ ra khá e dè, không mấy tươi tắn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhanh chóng lên tiếng bênh vực Nhật Lệ và cho rằng có lẽ Nhật Lệ mới về Việt Nam đã bắt tay vào việc đi từ thiện nên gương mặt có chút mệt mỏi. Hơn nữa, một bức ảnh không thể nói lên điều gì. Ngoài ra, dân tình còn đào lại clip Nhật Lệ và Thùy Tiên từng chào hỏi vui vẻ trong lần đầu gặp nhau nên không có chuyện bằng mặt không bằng lòng.